Bố không cho cưới. Con bé này giờ này vẫn chưa xuống nữa. Diễm, Diễm ơi, Diễm dậy đi. Diễm, hôm nay chủ nhật con được nghỉ mà, sao mẹ gọi con sớm vậy? Con có biết sắp đến giờ ăn trưa rồi không mà còn kêu sớm? Con gái con đứa gì mà, được ngày nghỉ thì phải dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chứ. Sao mẹ lúc nào cũng cầu nhau thế, con chỉ ngủ một tí thôi mà. Con nhìn lại phòng của con đi, có khác gì cái ổ chuột không? Đồ đạc thì vứt bừa bộn, máy tính thì dùng xong cũng không chịu tắt, trái cây ăn xong cũng không dọn. Tại hôm qua con mệt mà. Thôi mẹ cứ xuống nhà trước đi, con dọn ù một cái rồi xuống phụ mẹ nấu cơm ha. Thôi khỏi, tôi nấu xong rồi, mời cô xuống ăn thôi. Mẹ này, cô cứ dọn hộ tôi cái phòng là tốt lắm rồi. Yes, madam. Ba, mẹ, con có bạn trai rồi. Chà, vậy sao? Con gái ba đúng là lớn thật rồi. Ngày mai con định đưa anh ấy tới nhà mình ra mắt ba mẹ. Ba mẹ có rảnh không ạ? Con gái đưa bạn trai về ra mắt, sao lại không rảnh được chứ? Vậy tối mai mẹ làm món gì ngon ngon đãi anh ấy nha mẹ. Bạn con hay bạn của mẹ đây? Mẹ nấu ngon mà, chứ con có biết nấu gì đâu. Diễm này, bạn trai của con là người thế nào hả? Rất đẹp trai ba. Ba mẹ xem hình của anh ấy đi. Rất đẹp trai đúng không ạ? Đúng là cậu ta rất đẹp trai. Nhưng ngoài hình thức thì bản chất bên trong mới là quan trọng. Bà đang muốn hỏi về cái đó. Dạ. Điều này thì ba khỏi lo. Anh ấy rất thông minh và giỏi giang. Hiện đang là trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài. Tính tình thì hiền lành, chăm chỉ. Hơn nữa anh ấy rất biết quan tâm, chăm sóc con. Bạn bè của con đều thấy anh ấy rất tốt. Anh ấy còn nấu ăn rất ngon nữa bà ạ. Tóm lại là một người vừa ưu tú và tài hoa ạ. Thế sao? Thời buổi này mà có thanh niên vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, giỏi giang như thế sao? Con gái của mẹ mà, người con đã chọn thì chỉ có nhất mà thôi. Ngày mai gặp anh ấy, mẹ còn thích hơn cơ. Ba, ba thấy thế nào ạ? Bạn trai của con tốt như vậy, ba thấy không tốt chút nào. Sao ạ? Ba thấy anh ấy không tốt ở điểm nào ạ? Người ba thấy không tốt chính là con kìa. Sao ạ? Con đã thử tìm hiểu xem nhà cậu ấy tuyển dâu như thế nào chưa? Dạ. Bạn trai của con vừa đẹp trai lại vừa ưu tú. Còn con, ngoài vẻ đẹp hình thức, con có thứ gì khác để thu hút cậu ấy không? Ba thấy con thường lười biếng và không chịu dọn dẹp phòng riêng của mình. Tính tình thì lại thất thường, lại không biết nấu nướng, cũng chẳng có gì ưu tú cả. Con đã bao giờ nghĩ nếu cậu ấy dắt con về nhà thì sẽ nói gì về con chưa? Và ba mẹ cậu ấy sẽ đánh giá con như thế nào? Con gái à, con đặt tiêu chuẩn rất cao khi chọn người yêu, nhưng lại quên đặt tiêu chuẩn cho mình. Con không thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với cậu ấy sao? Đúng là ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì mình chẳng được nét gì nổi trội cả. Bà nói đúng, mình đã có được một người yêu ưu tú như thế thì mình cũng phải hoàn thiện bản thân để xứng đáng với anh ấy. Mình muốn anh ấy khi khoe mình với ba mẹ anh ấy, anh cũng phải hãnh diện như mình vậy. Mình sẽ thay đổi, mình sẽ trở thành một cô gái ưu tú. Những đứa trẻ ở Meuri. Tuyết rơi dày quá thế này thì làm sao chúng ta về kịp để tổ chức sinh nhật cho Mary được đây? Chết thật, anh không nhìn thấy được. Thành xe có vấn đề gì thế này?
tôi không? Ôi không! Một thời gian sau, anh Bello ơi, em đói quá. Mary, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nha. Cắn chờ anh một chút nha. Hết mất bột mì rồi. Ba Lô, Mary, Peter à, các cháu có ở nhà không? Bác à, mang bánh cho các cháu nè. Vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đó nha. Nào, nhanh nhanh nhanh, lại đây, ăn bánh đi nào các cháu. Ba Lô à, tay của cháu sao thế kia? Dạ, anh cháu bị cây đổ xuống khi ra ngoài dọn tuyết để đổi lấy đồ ăn cho chúng cháu á, bác Hanen. Tội nghiệp ba đứa quá, cha bẻ chúng đột ngột mất để chúng phải côi cút như thế này. Mà này Maria, một người bạn của bác muốn nhận nuôi cháu, nhà họ đang muốn có một cô con gái, cháu tính sao? Cháu yên tâm đi, bạn của bác rất tốt. Đến đó cháu sẽ có nhiều điều kiện, được học tập đầy đủ. Sau này cháu có thể giúp đỡ được anh và em của cháu. Mary, như thế cũng rất tốt. Ở với anh và Peter, em đã quá vất vả rồi. Anh bao lo à, nhưng mà em... Không nhân nhị gì hết. Bác Helen, cháu sẽ nói để Mary hiểu. Em ấy sẽ đồng ý thôi ạ. Ừ, bác cũng nghĩ như thế là tốt hơn cả cho các cháu. Vậy nha, lát bác sẽ về gọi điện cho bạn của bác. Chắc là cô ấy sẽ tới đón Mary sớm thôi. Mấy hôm sau, anh ba lô. Ủa Peter, em vẫn chưa đi ngủ hả? Em nhớ chị Mary quá à. Anh cũng vậy. Mary đã sang đó được hơn một ngày rồi, không biết nhà họ có đối xử tốt với em ấy không nữa. Mai anh phải đưa em đi thăm chị ấy, không là em không chịu đâu. Anh ba lô, Peter ơi. Mary, sao lại quay về đây được? Em hỏi đường rồi tự chạy về nhà. Em không ở đó nữa đâu. Em ở đó tốt hơn nhà chúng ta mà. Tốt đến cỡ nào mà không có anh và Peter thì em cũng không chịu đâu. Em xin anh đừng bắt em phải quay lại đó nữa mà. Thôi đi nào Mary, nín đi em. Em vào nhà sưởi ấm đi, trong em lạnh quá rồi. Anh hứa đi, sẽ không bắt em phải đi đâu nữa nha. Được rồi Mary, nhất định là anh sẽ không bảo em tới đó nữa. Từ giờ ba anh em mình sẽ không bao giờ xa rời nhau. Mấy hôm sau, Mary, Peter, hôm nay có người thuê anh dọn tuyết nên anh đã có tiền mua bánh cho hai đứa đây. Những chiếc bánh tạm bơ vẫn còn nóng hổi cho hai em đây. Mary, có chuyện gì vậy? Peter nhà mình, em ấy cứ nằm ly bì à. Em gọi thế nào cũng không vậy. Cháu là người nhà của bệnh nhân Peter sao? Dạ vâng, em cháu sao rồi ạ? Thế cháu không còn ai thân thích nữa hả? Dạ, bố mẹ cháu mới chuyển đến vùng này sinh sống, nhưng chẳng may bị tai nạn mất rồi. Giờ chỉ có ba anh em cháu ở với nhau thôi ạ. Tội nghiệp cháu, nhưng mà trước mắt tình hình của Peter khá nghiêm trọng đấy. Hả? Nghiêm trọng là sao ạ? Giờ đây chúng tôi phải gấp rút tiến hành lọc máu để thay, may ra thì mới giữ được tính mạng. Và hơn thế nữa, chi phí cho lọc máu cũng khá là tốn kém. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Xin bác hãy cứu lấy em cháu với ạ. Hoàn cảnh của các cháu khá đặc biệt,
để ta thử đề bạt lên giám đốc bệnh viện xem thế nào nha. Có thể tiền truyền máu sẽ được giảm, nhưng phải chờ phản hồi nên không nhanh được. Bác sĩ hãy lấy máu của cháu đi ạ. Nhìn cháu cũng không được khỏe lắm. Nếu lấy máu của cháu bây giờ, cháu có thể bị choáng nặng đấy cậu bé à. Không, cháu không sợ. Cháu xin bác, hãy lấy máu của cháu nhanh lên, kẻo không kịp mất ạ. Thôi được rồi, cũng chả còn cách nào khác. Cháu theo ta vào trong để kiểm tra nào. Thôi chết. Ba lô, hãy cứ nằm đó nghỉ đi đã. Không được bác sĩ ơi, ở nhà cháu còn có một đứa em gái 5 tuổi nữa ạ. Cháu đưa Peter đi khám từ hôm qua đến giờ, Mary ở nhà một mình ạ. Tòa soạn nói sao ạ? Rất nhiều gia đình đã tìm đến ba anh em, nhưng tới giờ vẫn chưa có đứa trẻ nào được nhận nuôi ư? Tại sao lại thế? Anh Ba Lô ơi, em sẽ không đi đâu mà thiếu anh với cả Peter nữa. Em cũng vậy. Được rồi. Anh đã hứa rồi mà. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Chào các cháu. Bác sĩ Mikon, sao bác lại biết nhà chúng cháu ạ? Sao lại không chứ? Ta còn biết rằng từ nay các cháu sẽ có cha mẹ. Thế là sao hả bác? Nghĩa là từ giờ cả ba cháu sẽ là con của ta. Ta sẽ thay cha mẹ các cháu nuôi dưỡng và yêu thương các cháu như con của mình. Các cháu có đồng ý không nào? Bác nói sao? Cả ba chúng cháu luôn ạ? Nhưng ta nói trước là ta rất bận rộn đấy. Các cháu có chấp nhận một người cha bận rộn không? Cha. Chiếc đồng hồ hiệu. Em ngồi đi. Thấm thoát cũng đã 10 năm rồi ha. Anh khác ngày trước nhiều quá. Anh hiện đang điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử. Em thì chẳng khác xưa chút nào. Anh vừa nhìn là nhận ra ngay. Dạo này em thế nào rồi? Em đã có người yêu rồi. Vậy cậu ấy làm nghề gì? Có tốt với em không? Anh ấy chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường thôi à. Nhưng rất tốt đối với em. Chịu được cô nàng ương bướng khó tính cũng là bản lĩnh đấy chứ. Anh này. Chứ còn gì nữa, hơn 10 năm anh cũng chưa gặp ai bướng hơn em đâu. Em không chịu được nóng như ngày xưa nhỉ? Mới đầu hè thôi mà mồ hôi đã nhễ nhại như thế rồi. Anh thì vẫn ga lăng như thế. Anh đã có gia đình chưa? Anh ly hôn được 2 năm rồi. Không hợp nên giải phóng cho nhau thôi. Không sao đâu. Em vẫn thích cà phê bỏ nhiều đường đúng không? Anh ấy giờ khác xưa bao nhiêu. Trưởng thành và phong độ như vậy. Vậy mà những sở thích nhỏ của mình vẫn chưa hề quên. Người ta nói không sai, mối tình đầu luôn sâu đậm mà. Sao thế? Anh thêm đường rồi đó. Anh vẫn nhớ sao? Em vẫn luôn thích ngọt và sợ đắng lắm. Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt. Tình đời buồn biết bỏ gì đây. Em xin lỗi khiến anh nhớ lại chuyện cũ. Không có gì đâu. Anh thấy rất vui khi gặp lại em. Đi qua năm tháng mới thấy thời ngây thơ hồn nhiên thoải 18 đôi mươi là đẹp nhất cuộc đời. Hôm nay được em ôm lại những ký ức ngày xưa, anh thật sự rất vui. Anh tặng em món quà nhỏ này làm kỷ niệm nha. Hả? Trời ơi, quà đắt quá, em không dám nhận đâu. Trong giới kinh doanh, đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi. Hàng ngày gặp gỡ đối tác,
có lúc anh còn mua những món đắt đỏ hơn nhiều. Em đừng có ngại, nhận đi cho anh vui. Công ty có việc gấp, anh không đưa em được về nhà rồi. Anh xin lỗi nha, hẹn lần sau gặp lại em, để anh gọi taxi cho em. Cảm ơn anh nha, lần sau gặp em nhất định có quà cho anh. Hẹn gặp lại em lần sau nha. Chiếc đồng hồ anh ấy tặng mình đáng giá bằng cả số tiền mà mình và Trung tiết kiệm để mua nhà trả góp, chuẩn bị cuộc sống gia đình sau đám cưới. Bao nhiêu năm rồi, nếu không vì ngày đó mình chia tay, vì chơi anh ấy nghèo, thì bây giờ... giá mà... Hoa ơi, mở cửa cho anh. Xem anh mua được gì cho em đây này. Xem anh mua được nhiều đồ giảm giá ở siêu thị chưa nè. Anh lúc nào cũng thích mua đồ giảm giá. Tiền nào thì của nấy, đồ rẻ thì chất lượng cũng không tốt, mà cứ thích mua tích trữ à. Đâu nào, hàng vẫn tốt chứ. Tại người ta nhập đồ mới về nên mới giảm lô cũ thôi. À, cái này chắc chắn em sẽ thích nè. Tên tên, đẹp không? Em không thích. Lần sau anh đừng mua mấy cái túi hàng phát này cho em nữa. Kìa, chiếc túi này đẹp mà, lại nhỏ gọn xinh xắn. Anh thấy rất phù hợp để em đựng đồ nên mới mua. Nếu không nhìn, anh đố người ta biết nó là hàng phát đấy. Hôm nay cô ấy làm sao thế? Mình lại gặp Tuấn lần nữa. Lần này không phải tình cờ đâu. Để đến đây, mình đã nói dối Trung là đi công tác. Hay là mình quay lại... Không, chưa kết hôn với Trung, mình vẫn có quyền được lựa chọn chứ. Người ta hay bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu chồng mình sau này giàu sang, phú quý thì đâu có gì sai. Huống chi Tuấn cũng còn tình cảm với mình như vậy mà. Anh rất vui vì lại được gặp em. Hôm nay em đẹp và quyến rũ lắm đấy. Lần này không sai không về nha. Anh xin lỗi, anh sai quá. Tuấn à, em rất cảm động vì qua bao nhiêu năm tháng anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt từ em. Gặp anh, em mới nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Liệu chúng mình... Hoa, 10 năm qua quá nhiều thứ đã thay đổi. Bản thân anh bây giờ rất sợ cuộc sống bó buộc. Xin lỗi em. Em say quá nên nói linh tinh thôi. Mọi thứ đã thay đổi rồi, mình không còn cơ hội quay lại với Tuấn nữa. Nhưng lần này đúng là định mệnh đã khiến mình tình cờ gặp lại anh ấy. Nếu không, mình đã mù quáng bước vào cuộc hôn nhân với Trung để mà chịu đựng một tương lai chật vật, tằn tiện từng đồng. Mình phải đi, trước hết là rời khỏi thành phố này, rời khỏi Trung. Tương lai và cơ hội dành cho mình vẫn còn ở phía trước. Nếu không là anh Tuấn thì chắc chắn sẽ còn những đối tượng như vậy đang đợi mình. Xin lỗi anh, đừng tìm em nữa. Em thật sự không muốn tiếp tục dùng hàng giảm giá và tằn tiện từng đồng bạc để mua nhà trả góp cùng với anh nữa. Mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới cho mình. Vậy là đã 2 năm trôi qua rồi. Công việc mới cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt đắt đỏ. Tình yêu mới chẳng thấy đâu. Đây là cuộc sống mới mà mày mong muốn hả Hoa? Mình không tin. Không tin là mình sẽ mãi như vậy. Những thứ tốt đẹp như chiếc đồng hồ hiệu này vẫn còn ở phía trước đợi mình mà. Cướp! Cướp! Đồng hồ! Chiếc đồng hồ hiệu của tôi! Cô gái, cô làm sao vậy? Nếu bị cướp đi thứ quý giá thì nhanh chóng đi khai báo cảnh sát đi. May ra còn cơ hội. Không, tôi không cần gì nữa. Có lẽ nó không thuộc về tôi rồi. Cô ta nói gì vậy nhỉ? Rõ ràng hô hoán cướp cơ mà. Thật là khó hiểu. Đại ca, con bé say khướt rồi, ra tay thôi. Em để ý nó đã vài 3 tuần nay. Đi ba thường xuyên thế, chắc chắn phải có tiền lắm. Còn chờ gì nữa? Muốn giữ mạng thì đưa hết ví bóp, điện thoại ra đây. Mau thả cô ấy ra.
Dám chen vào chuyện của bọn này hả? Nhận lấy quà tặng cho anh hùng cứu mỹ nhân đi. Trời ơi, anh bị đâm rồi, anh có sao không? Anh cố vậy, ăn miếng cháo cho khỏe người đi. Có lẽ là số phận an bài. Xin lỗi em, anh nghèo quá, đến tiền mua trả góp cũng không có đủ. Anh đừng nói như vậy, anh là ân nhân của em, em trả ơn cho anh đời này còn chưa đủ. Mình về lại thành phố cũ, nơi em từng sống. Ở đó giá cả sinh hoạt rẻ hơn, chúng mình chăm chỉ, kiếm thêm nhiều việc, chắc chắn sẽ sớm tích góp được mà. Đây đã là công ty thứ 6 mình nộp hồ sơ rồi. Hy vọng là sẽ thuận lợi qua vòng phỏng vấn với giám đốc và sẽ thỏa thuận được một mức lương thật phù hợp. Là em đó sao? Anh Trung. Anh hiện giờ đã có vợ con, doanh nghiệp trẻ này cũng mới khởi nghiệp cũng khá thuận lợi. Kìa, Hoa. Anh nhất định sẽ bố trí cho em một vị trí công việc tốt. Em còn giữ thói quen ăn bít tết vừa chín tới không? Trưa nay cho phép anh mời em nha. Dạ không, em còn một vài nơi nữa hẹn phỏng vấn. Vị trí ở công ty anh, em nghĩ em không phù hợp. Những gì đã qua là quá đủ để mình không mơ tưởng đến chiếc đồng hồ hiệu nào khác nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.